không có tiền cho cá thì một cái một cái một cái một cái chào cả nhà. Bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng rồi cả nhà. Mới vào tới chỗ. Hôm nay em đi câu đài với thêm một kình máy sa cô nữa cả nhà. Kình máy em câu lăng xe. Với là mấy kình câu đài đi với ông bạn. Định câu từ đây tới 7 8 giờ sáng gì đó. Câu đèn. Ông bạn đang ngồi bên kia. Đây, bây giờ em làm ít mồi đã. Giờ làm mồi bắt đầu ra cần câu. Buổi tối cho nên quay cũng có khi cũng hơi mờ, với lại là cái giờ này mình không có dội đèn để mình quay được. Bây giờ thì cứ quay được đoạn nào hay đoạn đó thôi. Có đoạn nào hay hay úp lên cho cả nhà xem nha cả nhà. Kéo kéo đi, vô tới đây rồi nè. Quay quá, kéo 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 đi, kéo đi. Ui, khủng khủng khủng, thằng khủng, thằng khủng. Nó vô nó vô. Thằng khủng. Từ từ nghe, kéo lên bờ luôn nè. Chạp bự, chạp bự, chạp bự. Chạp. Chạp 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 chạp. Lấy nữa. Chu chu. Kéo lại rồi. Ô đã. Go. Làm tập hình coi. Ui ru đã. Trời này dơ. Rồi giờ bỏ rồng đi. Quá bảo ủa cái con gì nó chạy gớm hết trơn. Rồi có cá để bao cá rồi. Không biết đặt đặt ra. Hai tay luôn. Được nè. Được rồi. Giỡn giỡn cái động đi, đừng có rớt. Thả một đoạn luôn. Thôi. Im. Xa. Dục cần cấu luôn, cần cấu lại dục luôn. Con mèo mà dính chép. Quá. Nó đẹp pháo, pháo xả. Cái con gì nó bơ vô đây ướm vậy trời. Ủa được không? Được, được, được. Bỏ đi, từ từ, ngoài kia, ngoài kia. Nặng, nặng không? Nặng, nặng. Hơi bị mơ, không rõ lắm. Vô tại đâu rồi? Từ từ. Còn hơi cắn đây nha. dài lui đó. Dài lui, cạn đang vô, chưa vô được. Từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh tới khi có cá rồi vô sát bên em mới thấy được nè. Dư tiện đi đó, dư tiện đi đó. Chắc là chép rồi cả nhà ơi. Đang dư. Không biết nó tới đâu rồi không biết. Ra lại rồi, ra lại. Ui quá bên đi luôn. Con này to lắm á. Mình lắm, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Lừa lừa cho con vô đấy đi. Quên đem vợt nữa chứ. Tại hại chứ. Rồi đang xuống biệt lạc đồng quái câu có được nữa không? Đang vô rồi cả nhà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đang dù. Coi vô tận ở đây mắt kỹ nha. Bên này, phải phải. Dù, giả luôn tiền nữa, giả luôn tiền nữa đi. Giả luôn tiền nữa đi, tới đây tao tao bắt tay không được. Đâu rồi còn dậy luôn. Kìa. Vô mắc cây, mắc cây. Mắc cây. Còn không to lắm, khả. Khả. Dạ lui đi, mắc cây rồi. Thả thả ra cho chạy ra cái đó, thả 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 ra cho chạy ra. Rồi rồi rồi, từ 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 từ. Để ta lùi ra. Nó lùi lùi ra lạc nó đồng chứ. Xấu, xấu lắm. Xấu chứ. Từ từ rạng. Yeah. Bắt cây nữa rồi. Rạng gỗ tí nữa được không? Đừng có thả kênh nha. Thả kênh là hành xỉ á.
Để cước bắt vô cái nhánh này nè. Cầm cái điện thoại, cầm cái điện thoại. Cứ bắt vô. Ngay cái tay anh luôn á, ngay tay anh á, ngay cái tay anh á. Ngay cái tay anh luôn nè. Hai con này là tao tư. Mà nó đưa lắm nó thảo với ưu nhịp. Bởi dung kỵ mà hình ngỡ ngạc đó nè. Dễ xảy dữ ta. Ôi hai mắt của đấy thì dễ xảy cõi. Cho ra cái nhập. Rồi được rồi. Ai mắt mắt đẹp. Nhập nhỏ hơn con này. Thì nhỏ. Ừ hẹn quả mắt hai lưỡi đợi xảy. Ôi vô được rồi cả nhà ơi. Ký giỡn đâu. Con này to. Đã quá. Cuối cùng nó con vô được rồi. Trời ơi, 3 phút mấy. Mắt thử này thì đang móc mối vậy nữa. Chưa kịp đuổi ra nữa. Đúng không? Nụt á. Nó có mắt tỉ á. Có mấy người ngứt ra đó. Mắt tỉ đỏ cho mấy. Má cằn này dài quá, có cái giật lực thiệt. Rồi, cầm. Từ từ ra hoang, vô rỗng. Có chứ đạp đổ tùm lum rồi. Hai con. Còn thứ hai cả nhà. Hai con. Ngày mai báo cáo cho cả nhà coi. Wow, đã quá. Bãi câu tự nhiên cả nhà. Bên kia gần dưới núi không ạ? Rồi, tiếp tục. Trời ơi, hèn chứ. Động cả hai con cà rô tiên, cỡ cả tổ. Trường chạy chứ. Xùi, sao? Bạn ghế. Ui. Mắc giật cái bụng á. Trời ơi, mắc lại cái vỉ á. Hèn chứ, hình thị năng. Ghen rơi ghen chặn này, ghen cậu đi giao rồi. Buổi tối á, câu cá to thì khó quay. Buổi sáng thì bắt đầu cá nhỏ phá. Quăng ra cái dứt liền nè. Đây cả nhà, đêm giờ câu được nhiều đây. Tại cá rô câu bữa đêm mà mình pha đèn qua ra thì nó động sợ cho nên không có quay được. Sáng nay báo cá thôi. Ồ, chép khá chứ, được rồi, để vậy được rồi. Trời ơi. Nếu quả rô phi quá trời luôn, sáng câu rô phi quá trời luôn mà. Ok, sáng nay được hai con chép. Ai... ngoài kia còn cái cành máy còn bỏ ngoài kia chưa có thu vô cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ cho mình nút like và nút đăng ký kênh mình còn nhỏ quá. Ở đây người ta gọi là hồ cho mò. Trong thuộc Ninh Thuận á. Bây giờ hai anh em thu dọn chiến trường. Bình Minh ơi dậy chưa? Bình Minh nói tao có ngủ đâu. Rồi thu dọn chiến trường.